người bạn quên mất đấy. Đây là cô hay chấp một mắt. Nó không thấy được canh. Mày quýnh sao rồi? Ai cũng đưa mày. Chết, sao mày đồn đó? Ừ. Con đây mày sao mày đồn? Mày bịt mắt nè. Nó làm nó chứ không phải là ông quán đâu mà. Đồ đâu? Ta kêu sớm thì ta được rồi đó. Quýnh 20 điểm mà nha. Ờ, 10 điểm mà. Ờ, 10, 10 mày. 20 đi, quýnh vô lâu. 20 điểm mà. Ừ, mày 2 20 có lâu quá, con mắt cái cho lạ không đây. Xuống đi, 15 mày. Ờ, 15. Canh không được rồi. Thấy rồi. Mày dám làm mày không? Cái kèo này mày không có chạy ha. Tao đang bị viên năng lên, phải quát. Má heo nữa gì? Nước bở. Không. Bây giờ chưa vui quá. Mày chịu thua chứ? Mày quýnh đã 8 điểm á. Đây là cuộc thi hụt với da chấp bệnh một con mắt. 2, chứ mày để dây bọn mày quýnh được không? Không, mày để cái tên ở dưới nó không có thấy cái tên đâu quýnh. 2 2 em quýnh 15 điểm á. Ừ. Là cái 6 là rồi đó. Trẻ mẹ mẹ luôn. Lâu lâu hên 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 hên. Chứ quýnh làm sạm bi chạy lộng tay.